Nhật Tinh Anh thăm biệt thự 4.000m2 của Đan Trường. Không gian sống của vợ chồng Đan Trường, Thủy Tiên có view đẹp như tranh, bên trong là nội thất xa hoa khiến Nhật Tinh Anh vô cùng thích thú. Biệt thự của Đan Trường nằm trên núi, thuộc thành phố San Jose ở tiểu bang California. Nhật Tinh Anh chạy xe từ dưới lên, thấy phấn khích khi ngôi nhà dần hiện ra trông rất thoáng và rộng. Anh mê mẩn view đồi núi trùng điệp. Từ ngôi nhà, có thể ngắm toàn bộ khung cảnh phía dưới với sắc thái khác nhau tùy vào thời gian trong ngày. Cảnh hoàng hôn bình yên, nhìn từ cổng chính của căn biệt thự, Nhật Tinh Anh nán lại rất lâu bên ngoài để tận hưởng không khí trong lành và cảm nhận sự gần gũi thiên nhiên. Vợ chồng Đan Trường trang bị nhiều cửa kính lớn để đón ánh sáng và thưởng thức cảnh đẹp từ tất cả các phòng của ngôi nhà. Tại sofa, hai ca sĩ chụp ảnh với background là ngọn đồi phía xa lúc chiều muộn. Phòng khách có nội thất phong cách hiện đại. Nhà chỉ có một tầng lầu nhưng vẫn lắp đặt thang máy để thuận tiện di chuyển. Nhật Tinh Anh và Đan Trường là đôi bạn thân trong showbiz Việt. Thời gian qua, Nhật Tinh Anh qua Mỹ chăm sóc bố mẹ, còn Đan Trường về nước hoạt động nghệ thuật nên cả hai ít gặp gỡ. Gần đây, anh bo trở lại California thăm gia đình nên mời Nhật Tinh Anh đến ăn tối. Vợ chồng anh chiêu đãi bạn các món khoái khẩu như tôm nướng, bò nướng, cá chiên và salad. Vợ chồng Đan Trường chuyển đến sống trong căn biệt thự này từ năm 2017. Ngôi nhà nằm trên khu đất rộng 1.500m2 là tác phẩm của kiến trúc sư nổi tiếng từng thiết kế nhà cho danh ca Ké Lai Dion. Nhà có 5 phòng ngủ, 7 phòng tắm, 1 phòng tập thể thao, 1 văn phòng mini và 1 phòng giải trí. Các phòng sinh hoạt chung đều đặt ở tầng trệt. Các thành viên trong gia đình thích tận hưởng khí trời nên phần diện tích sân vườn, ban công và hành lang được mở rộng tối đa. Một bể bơi lớn cũng được thiết kế sát lối đi để tăng tính thẩm mỹ và tiện dụng. Căn biệt thự được doanh nhân Thủy Tiên mua năm 2013 khi cưới Đan Trường. Sau đó, cô phải mất 3 năm để thi công nên đến năm 2016, ngôi nhà mới hoàn thiện. Lam Trà.